Quý khán giả đang quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa cùng với chương trình IBC TV với sự trình bày của xuân công viên Linh Trịnh và Minh Đăng. Tiếp nối trong phần 2 là bản tin về Philippines. Các nhà khoa học tại đây đã phát triển ra một giống lúa có thể chịu hạn và ngập úng. Các nhà khoa học tại Philippines đã phát triển giống lúa chịu hạn ngập úng. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IORI đang phát triển các giống lúa kháng khí hậu với hy vọng hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, đặc biệt là ở các nước sản xuất lúa gạo như là tại Philippines. Làm việc từ cơ sở ở Laguna, phía nam của thủ đô Manila, các nhà nghiên cứu hy vọng những giống cây trồng này sẽ chống chọi tốt hơn với môi trường khắc nghiệt như là hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng cao, để có thể giúp cho nông dân trở nên tích cực hơn và đối phó tốt hơn với tác động của các hiểm họa thiên nhiên khắc nghiệt. Một loại cây trồng có thể chịu được tác động của thời tiết khắc nghiệt cũng sẽ có giá trị hơn ở Philippines, là quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập cảng gạo để duy trì mức dự trữ tốt nhằm ngăn chặn sự tăng giá ồ ạt của một loại hàng hóa nhạy cảm về chính trị như vậy, đặc biệt là trong thời gian thiên tai và nguồn cung cấp ít ỏi. Rulix Mendoza là giám đốc nghiên cứu của IORI cho biết, sử dụng một phương pháp nhân giống tiên tiến được gọi là nhân giống có hỗ trợ đánh dấu, các nhà khoa học có thể phát hiện các gene từ hạt gạo đã có sẵn, các đặc điểm mong muốn và kết hợp chúng vào các giống lúa khác để tạo ra một cây trồng thuận lợi hơn. Hiện nay, các nhà khoa học của IORI đang tập trung nghiên cứu các giống lúa chịu hạn, chịu ngập, chịu mặn và các giống lúa khác. Đối với giống lúa chịu hạn, mang các gene cho phép cây lúa tồn tại lâu hơn nhiều tuần so với cây trồng thông thường và tiếp tục phát triển với lượng nước rất tối thiểu. Còn đối với giống lúa chịu ngập thì có thể tồn tại khi ngâm trong nước lâu hơn giống lúa thông thường tới 2 tuần, mà các nhà khoa học tin rằng có thể giúp cho các quốc gia đối phó với bão và lũ lụt. Trong khi giống lúa chịu mặn có thể chịu được nước mặn cho các vùng gần bờ biển. Hoa Kỳ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc. Ngày 20 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ Janet Yellen đã có bài phát biểu, qua đó kêu gọi một mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng và lành mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phát biểu tại Đại học Johns Hopkins, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã đề cập tới mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bà Yellen cho biết, nước Hoa Kỳ đang tự tin tiến bước với sức mạnh kinh tế dài hạn. Hoa Kỳ tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới. Đồng thời, Hoa Kỳ tiếp tục cương quyết bảo vệ các giá trị và an ninh quốc gia của mình. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế công bằng và mang tính xây dựng với Trung Quốc. Cả hai nước cần thảo luận thẳng thắn những vấn đề khó khăn và cần hợp tác khi có thể nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới. Bộ trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh ba mục tiêu chính của cách tiếp cận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc bao gồm: thứ nhất là đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ. Thứ hai là Hoa Kỳ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và sáng tạo ở cả hai nước. Và cuối cùng là Hoa Kỳ muốn hợp tác với Trung Quốc trong những thách thức toàn cầu khẩn thiết hiện nay. Bà Yellen cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không tìm cách phân tách kinh tế nước này khỏi nền kinh tế Trung Quốc vì điều này sẽ là một thảm họa cho cả hai nước và gây bất ổn cho phần còn lại của thế giới. Trước tình hình chia rẽ ở tại Sudan, quân đội Hoa Kỳ cho biết chuẩn bị cho khả năng di tản nhân viên đại sứ quán. Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hiện đang khai triển thêm binh sĩ và thiết bị tới một căn cứ hải quân ở tại Djibouti để chuẩn bị cho khả năng di tản các nhân viên đại sứ quán ở Sudan. Một số quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết việc khai triển thêm binh sĩ để chuẩn bị cho khả năng di tản nhân viên sứ quán là cần thiết do tình hình ở tại đây đang bất ổn với các cuộc giao tranh diễn ra thường xuyên. Kế hoạch di tản đã được đề xuất sau khi một đoàn xe ngoại giao Hoa Kỳ bị tấn công vào hồi đầu tuần ở thủ đô Khartoum của Sudan. Trong thông báo vào hôm ngày 20 tháng 4, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết sẽ khai triển bổ sung năng lực tại khu vực để giúp di tản nhân viên ngoại giao tại Sudan nếu như cần thiết. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài không cung cấp thêm chi tiết cũng như vị trí khai triển bổ sung sinh sĩ. Kể từ khi xung đột nổ ra giữa một nhóm bán quân sự và lực lượng chính phủ Sudan, Hoa Kỳ đã di chuyển các nhân viên sứ quán tới một địa điểm tập trung và an toàn
nhằm chuẩn bị cho việc di tản khi cần thiết. Việt Nam yêu cầu dừng đấu giá sắc phong bị rao bán tại Trung Quốc. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 20 tháng 4 cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc dừng cuộc đấu giá các sắc phong Việt Nam tại Thượng Hải và sự kiện này đã được dừng lại chỉ vài ngày trước ngày dự kiến diễn ra. Chúng tôi cũng yêu cầu phía Thượng Hải cung cấp thông tin liên quan đến các sắc phong. Ngày 19 tháng 4, đại diện Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải đã quyết định dừng cuộc đấu giá này và sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam để cung cấp các thông tin liên quan. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch cùng các cơ quan liên quan theo dõi sát sự việc. Ông Đoàn Khắc Việt, Phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 4 như trên. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4, công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh phát mại hữu hạn đăng thông tin cho biết cuộc đấu giá có tên là giấy cũ phồn hoa, lịch sử văn hiến và bằng sắt trăm năm sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm nay tại khách sạn Majesty Plaza ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trong số 672 món đồ bằng giấy được đưa ra đấu giá, có những đạo sắc phong mà một số chuyên gia tại Việt Nam cho rằng có khả năng là hiện vật gốc xuất xứ từ Việt Nam. Trong số này, có 3 đạo sắc phong có khả năng thuộc nguồn gốc di tích của đền quốc tế tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, và 9 sắc phong có thể từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam và Hải Dương. Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá ở tại vùng Biển Đông, tin từ Việt Nam. Việt Nam đã chỉ trích Trung Quốc vào hôm ngày thứ Năm 20 tháng 4 vì ra lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trong một khu vực rộng lớn trên Biển Đông, gọi đó là sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam và kêu gọi Bắc Kinh không làm thêm phức tạp tình hình. Trung Quốc ra lệnh cấm như vậy hàng năm kể từ năm 1999 và Việt Nam thường xuyên phản đối. Trung Quốc cho biết lệnh cấm lần này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8, nhằm thúc đẩy ngư nghiệp bền vững và cải thiện hệ sinh thái biển. Khu vực cấm đánh cá là vùng biển có độ rộng từ đường Xích Đạo đến vĩ tuyến 12 Bắc và bao gồm một phần vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý EEZ của Việt Nam, cũng như quần đảo Hoàng Sa mà hai nước có tranh chấp trong nhiều thập kỷ. Cái gọi là lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là lời của ông Đoàn Khắc Việt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Việt cũng đề nghị Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và không làm phức tạp thêm tình hình. Vâng, kính thưa quý vị, mùa muỗi năm nay ở Orange County sẽ nặng hơn bình thường. Theo báo Người Việt, sắp tới mùa muỗi và do mưa lớn mấy tháng vừa qua, chuyên gia cảnh báo mùa muỗi năm nay sẽ nặng hơn bình thường, theo nhật báo The Orange County Register vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 4 đưa tin. Muỗi sinh sản nơi nước đọng, đợt mưa lớn ở Nam California vừa qua đã tạo nên điều kiện lý tưởng và nhiều nơi mới cho loài côn trùng này sinh sôi. Sau đợt mưa lớn mới đây, muỗi có thêm nhiều nơi sinh sản, nhất là ở sân sau, cũng như những nơi khác mà cư dân thường không nhìn thấy nước đọng. Họ sắp bắt đầu nhìn thấy. Bà Heather Highland, giám đốc của Cơ quan Kiểm soát Thú vật và Côn trùng Lây bệnh, gọi tắt là OCMVCD, đã cảnh báo. Cư dân có thể nhìn thấy nước đọng dưới cống, trên tấm bạ, trong đồ chơi, đĩa hoặc thậm chí bên dưới sàn gỗ ở sân sau. OCMVCD khuyến cáo cư dân đặc biệt đề phòng muỗi Aedes, loài muỗi hiện có mặt ở mọi thành phố của Orange County. Và kính thưa quý vị, trước khi gửi lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi đến quý vị thông báo của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Kính mời quý vị tham dự buổi cơm chay, cúng dường Phật đản và an cư Phật lịch 2567 sẽ được diễn ra vào ngày thứ Bảy lúc 5 giờ chiều ngày 20 tháng 5 sắp tới đây với giá vé ủng hộ là 40 Mỹ Kim, được diễn ra tại Chùa Điệu Ngự. Xin cảm ơn quý vị hoan hỷ tham dự. Và mọi chi tiết để có thể lấy một tấm vé đầy ý nghĩa này, xin kính mời quý vị liên lạc đến với Chùa Điệu Ngự hoặc là đài truyền IBC TV ở tại địa chỉ 14452-14472 Chestnut Street, thành phố Westminster. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một ngày vô lượng an lạc.